sắp đến nơi rồi và mình cũng vậy. Thì Tết đến thì những cái đồ mà liên quan đến ngày lễ ngày Tết rồi liên quan đến thần tài tài lộc thì nó rất là chạy đối với dân handmade của chúng ta, đúng không ạ? Thì như tất cả các bạn thì mình cũng vậy. Bây giờ đã là mùng 12 Tết, 12 âm lịch rồi. Chính vì vậy nên mình cũng có cái sự chuẩn bị để có những cái thành phẩm cho những cái mùa Tết sắp tới. Thì năm nay là một cái năm mà mình thấy rằng là cái oản thần tài là một cái oản là một cái sản phẩm mà rất là nhiều người ưa chuộng, và mình cũng bán xa rất là nhiều. Nhưng bây giờ thì sắp tới đây là mình sẽ bán gần đây, và chính vì vậy mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm, những cái mẫu làm sao mà nhiều người ưa chuộng cũng như là dễ làm và để mình triển khai số lượng lớn. Qua bao nhiêu năm thì mình thấy là nếu như mình có chuẩn bị sẵn tất cả những cái mà mình cần thiết, sau đó mình chỉ bán thôi, thì như vậy là cái hiệu quả của nó cao hơn rất là nhiều. Trước mình không biết là mình cũng hạn chế thời gian hơn, do đó mình chỉ có cứ vừa làm vừa bán ra, nhưng mà mình thấy là nó sẽ tụt cái rất là nhiều, bởi vì là mình không chuẩn bị, không có sự chuẩn bị kỹ càng. Chính vì thế nên là mình cứ vừa làm vừa làm vừa bán. Chính vì vậy nên là nó sẽ cái mẫu của mình nó có cái sự lèo tèo và khách người ta sẽ không có sự ấn tượng. Được. Chính vì vậy năm nay là mình cũng chọn lựa những cái mẫu tốt, những cái mẫu mà nhiều người ưa chuộng và mình sẽ bán ra, và mình làm sẵn để đến khi mà từ tầm khoảng 25 trở đi là mình chỉ tập trung bán thôi, không còn để làm nữa. Chính vì vậy nên là và một trong cái mẫu mà mình chọn lựa đó chính là cái mẫu này. Các bạn biết rằng là cái mẫu này nếu như chúng ta nhìn thì đẹp thì trông rất là to vời thôi, nhưng mà thực chất nó chỉ là những cái mẫu và với vài cành hoa cộng thêm cái việc là chúng ta làm vài cành hoa thôi, và thời gian làm rất là nhanh, chúng ta đã có được cái mẫu như này rồi. Dạ. Thì các bạn nên thực hiện những cái mẫu như thế này, bởi vì cái thứ nhất là nó đơn giản, cái thứ hai nữa là cái phụ kiện nó rất là ít, chính vì vậy nên là cái chi phí dành cho nó không nhiều, do đó nên là chúng ta có thể bán được ở vùng thôn quê. Còn đối với những cái mẫu phức tạp hơn thì chúng ta sẽ bán, cũng có thể làm ra một vài mẫu để khách hàng họ có cái sự chọn lựa nhiều hơn, và khi mà khách họ đặt thì chúng ta sẽ làm cho khách. Còn nếu như với những cái mẫu mà chúng ta triển khai nhiều thì các bạn nên làm những cái mẫu mà có cái độ đơn giản, tức là nó đơn giản cộng thêm việc nó sẽ làm. Và hôm nay ở video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm cái sản phẩm này nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Nguyên liệu mà chúng ta không thể thiếu ở đây đó chính là cái giấy thủy ngân này để chúng ta trang trí. Trong trường hợp mà giấy thủy ngân chúng ta không có thì các bạn có thể sử dụng những cái loại giấy mách nhé. Đó. Cái tiếp theo nữa đó chính là cái lưới kết này, là cái mà chúng ta không thể thiếu. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái mảnh này với kích thước là 35 x 35, bởi vì đây là khoảng 0,5 kg, chính vì vậy chúng ta chỉ cần dùng cái mẫu này thôi. Cái tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng một cái cành này. Cành này thì các bạn có thể sử dụng dấu hỏi này, hoặc là các bạn có thể sử dụng cái cành lá nó to một chút để chúng ta làm. Cái nữa là chúng ta sử dụng cái hoa trạng nguyên này, và chúng ta sẽ có một cái cành lá nhỏ như này để chúng ta sẽ bổ sung vào những cái phần mà chúng ta cảm thấy nó thiếu, bởi vì đây là cái cành to, chính vì vậy nó sẽ không thể là lấp hết được. Chính vì thế chúng ta sẽ bổ sung thêm một cái cành như thế này để chúng ta lấp vào những cái phần mà chúng ta bị thiếu, chưa? Cái tiếp theo nữa là chúng ta sử dụng một cái cành cong trang trí này để giúp cho cái oản của chúng ta nó được cao hơn. Ngoài việc chúng ta sử dụng cái này thì chúng ta cũng có thể sử dụng một cái cành nó có cái lá cao lên một chút, chúng ta cũng có thể bổ sung thay thế. Cái tiếp theo là chúng ta sử dụng cái miếng khánh như thế này để chúng ta để vào cái oản để chúng có cái sự, gọi là trang trí. Cái nữa là chúng ta dùng cái lưới này. Trong trường hợp chúng ta không có cái lưới này, các bạn nhìn này, chúng ta không có cái lưới này thì các bạn có thể sử dụng thêm một cái lá nữa, chúng ta thay vào đây cũng được nhá. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm nhé. Đầu tiên thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm cái này. Chúng ta làm cái này để chúng ta trang trí này. Các bạn sẽ sử dụng cái lưới này, các bạn gấp lại như này nhé. Đấy. Các bạn áng nó rồi cắt một khoảng tầm 25 cm như này. Các bạn cắt khoảng 25 cm. Sau đó thì chúng ta cắt làm hai này. Các bạn cắt hai dặm nhé. Hai dải 25 cm. Đó. Sau khi cắt xong thì các bạn gấp lại như này. Sau đó buộc lại nhé. Gấp sau đó buộc lại. Đấy, xong. Các bạn làm tương tự với cái còn lại.
Như vậy là chúng ta xong hai cái này nhé. Đến cái tiếp theo thì chúng ta sẽ sử dụng cái miếng bìa để các bạn có thể trang trí lên đó. Các bạn sử dụng một cái dải như thế này, các bạn cắt. Cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái trang trí này. Để tôi dẫn các bạn cách làm trang trí này. Đấy, cái trang trí này. Các bạn sử dụng một cái miếng cái bút đi này, cái mà có hình tròn là được, chưa? Các bạn cuốn có hình tròn là được. Thì chúng ta sẽ tạo ra những cái cuốn, tạo ra những cái đường tròn á, tạo ra những cái hình tròn nó bằng nhau á thì nó sẽ đẹp. Bạn cứ cuốn chặt vào đây, đó, cuốn chặt vào cái bút này. Sau đó thì chúng ta sẽ làm tiếp. Sau khi mà được như thế này thì các bạn rút ra này, chúng ta kéo giãn một chút thôi nhá. Sau đó thì các bạn cắt luôn. Như vậy là chúng ta được hai cái, cây okay, chưa? Đó, vậy là xong. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành dán cái này này. Các bạn dùng cái miếng bìa như thế này. Chúng ta sẽ dán cái giấy chứ, dán cái dây này. Nó chắc trước rồi nhé. Xong ạ. Đó, tiếp theo thì chúng ta dùng cái kìm này. Đến tiếp theo chúng ta dùng cái này. Đây các bạn nhìn này, chúng ta sử dụng cái dấu họ này để chúng ta trang trí nhé. Tùy vào các bạn nhé, các bạn có thể quay cái hình dấu hỏi này lên hoặc là các bạn có thể quay cái dấu hỏi này xuống. Đó, quay cái dấu hỏi này xuống. Tùy vào các bạn. Dạ, tôi thì cho thích cho lên, tôi quay lên. Đó, cái này cũng vậy. Các bạn quay lựa làm sao cho hai cái dấu hỏi này nó bằng nhau nhé. Dạ. Đó. Như vậy là chúng ta đã xong hai cái dấu hỏi to. Dạ. Thì như vậy là các bạn sẽ thấy là cái chỗ phần này nó trống đúng không? Cái phần này đúng không? Và phần này nó hơi trống một chút. Các bạn là dùng cái chúng ta dùng cái này, chúng ta cắt, chúng ta dán. Đó, các bạn là dán vào để cho nó đỡ trống. Chưa? Như vậy là chúng ta đã xong nhá. Cái phần tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái miếng này, ta dán ở bên dưới. Như vậy là chúng ta xong. Thì tiếp theo chúng ta dùng hai cái này nhá. Các bạn dùng hai cái này các bạn dán vào đây. Cùng các bạn dùng cái đối với cái mẫu này nó rất là đơn giản, chính vì vậy nếu như các bạn triển khai cái số lượng lớn á là các bạn chắc chắn một điều là sẽ rất là nhanh.
không lâu một chút nào, bởi vì cái này nó đơn giản và nó cũng không yêu cầu kỹ thuật quá cao. Chính vì thế nên là chúng ta có thể sử dụng để triển khai số lượng lớn, được chưa ạ? Đó, như vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong cái miếng này. Đó, tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng cái quạt này để chúng ta trang trí nhé. Sau đó gấp tiếp một lần nữa, gấp tiếp. Sau khi gấp xong như này nhá, thì các bạn có thể gấp đôi như này. Đó. Chúng ta dùng chéo răng cưa chúng ta cắt. Đó. Xịn lại những cái phần mà nó chưa cắt đến đây. Là xong phần cắt giấy này. Đó. Tiếp theo chúng ta trang trí. Để cái quạt của chúng ta vào đây. Đây. Chúng ta sẽ tiến hành trang trí nhé. Các bạn để cái giấy thì giấy tiếp vào đây. Chúng ta để vào đây. Các bạn đưa đây thì để cho nắm làm sao cho cái này mà bây giờ là được. Sau đó thì lấy dây chun nhé, lấy dây chun. Chỉ một chút thôi nha, chỉ một chút, sau đó thì chúng ta dùng cái dây buộc lại. Đó, các bạn chú ý này, nếu là cái dây chun đấy, chúng ta làm như thế này thì chúng ta chỉ để có tác dụng giữ thôi, đúng không? Nếu như các bạn dùng cả dây chun để như này không buộc, nó sẽ đến một ngày nào đó cái dây chun này nó sẽ buộc, và ngày đó nó rất là gần đâu, không xa đâu ạ. Đó, chính vì thế chúng ta sẽ phải sử dụng như một cái lượt này, các bạn buộc lại để cho nó chữ cho nó được chắc chắn, như chưa? Nếu như các bạn không giữ cái này thì nó sẽ bị đông tung mất và nó làm cho cái ọt của chúng ta rất là xấu. Và sau khi chúng ta đã xong các bạn lựa ra như này nhé, bạn trang trí lại được. Cái bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành gắn cái này lên đây, sẽ tiến hành dán cái này lên trên này nhá, đúng không? Chúng ta sẽ tiến hành dán cái này lên đây, được chưa? Các bạn sử dụng một cái mặt nào mà nó khoảng một chút thì chúng ta sẽ tiến hành trang trí, được chưa ạ? Các bạn, tôi sẽ sử dụng bản này đi, đó. Các bạn dùng cái miếng này chúng ta dán lên, dùng keo này nhá, chúng ta bóp vào đây, đó, bóp keo vào đây. Đấy, sau đó thì chúng ta sẽ làm. Đó, buộc vào đây. Sau khi buộc xong thì cái phần này này các bạn này, chúng ta sẽ bóc keo xung quanh để chúng ta buộc, chúng ta dán nhé.
buộc lại. Bởi vì chúng ta dùng cái keo chúng ta dán rồi ấy, thì cái này nó rất là chắc chắn. Các bạn buộc keo ở đây nó rất là chặt rồi, nên là chúng ta sẽ thoải mái di chuyển chưa ạ. Đó, sau khi mà chúng ta xong thì chúng ta sẽ sử dụng cái khánh này, chúng ta sẽ dán vào bên dưới này nhé. Chúng ta làm ở dưới này chúng ta dán ấy, thì thường hay có cái trường hợp là nó bị lấp mất chữ, hoặc là nó sẽ bị lấp nhiều quá, nó không để ra một tí nào. Chính vì vậy nên là để khắc phục trường hợp này thì các bạn nên dán sau nhé, các bạn nên dán sau được không ạ. Keo vào đây là chúng ta sẽ dán. Các bạn nhìn này. Như vậy là trong một khoảng thời gian nó không quá là dài thì chúng ta đã có được một cái mẫu mới như thế này. Và đây mà đây là cái mẫu này á, thì các bạn có thể triển khai số lượng lớn, bởi vì cái mẫu nó làm không quá phức tạp và cái số lượng cành nó cũng ít. Chính vì vậy nên là các bạn có thể làm được với số lượng nhiều để có thể làm bán trong cái mùa Tết này sắp tới. Xin chúc cho tất cả các bạn có được những cái ý tưởng hay để có những cái tác phẩm đẹp, và các bạn nhớ đăng ký kênh và chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất từ chúng tôi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.